Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn kênh của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn móc một phần mặt kẹp độ mi si. Đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 13 mũi móc xích, mình sẽ móc tăng dần vào đây là các mũi móc đơn. Sau khi móc xong hàng thứ tư, mình sẽ móc vào đây là các mũi móc trượt, sau đó móc vào đây cho mình mũi móc đơn và mũi móc trượt. Phần tóc bên trên này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc xích, sau đó móc vào mũi móc trượt vào chân mũi bên cạnh. Phần mắt mình sử dụng là 6 mũi móc đơn cho vòng tròn mao thật. Sau khi móc xong mình sẽ gắn các phần vào nhau và khâu miệng và đặt điểm cho phần mặt kép này. Phần mắt mình sử dụng đây là mắt 5 mini, len mình sử dụng đây là len Mikoton. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu đen, một cọng len màu kem, một cọng len màu trắng, một cây móc, một cây kéo, một cây kim và một phần mắt. Mình sẽ tạo một nút thắt. Mang lên cho mình 13 móc xích. Sau đó mình sẽ móc vào đây, mỗi chân mũi là một mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào đây 11 mũi móc đơn. Ở chân mũi chân 12 mình sẽ móc vào đây 2 móc đơn hình một chân. Sau đó mình sẽ kết hàng lên cho mình một móc xích. Và tiếp theo cho mũi đầu tiên mình sẽ móc ở đây 3 móc đơn cùng một chân.
Khi mũi chân 11 này mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn và 1 chân. Sau đó móc vào đây 1 mũi móc đơn. Và chân mũi kế tiếp cũng là 3 mũi móc đơn và 1 chân.